phái võ đạo sang tạo cho người Việt Nam. Vô Việt Nam đây nguồn sông anh dũng bất khuất của cháu con lạc hồng. Vô Việt Nam người thiện đức thanh niên thành người hữu ích hiền ngang. Vô Việt Nam truyền vào tâm tư thanh niên một niềm tin lên ngưỡng, một tình thương bao la, một hoài bão cao xa, quyết vì đất nước nêu cao gương hy sinh, điểm tô non sông uy linh, huy hoàng quê anh hùng mình, với bàn tay thép, với trái tim từ ai. Người muôn tình vô Việt Nam đấu tranh cho công bình bác ái, xoa dịu vết thương đau cho mọi người, với bàn tay thép, với trái tim từ ai. Người muôn tình vô Việt Nam phát huy tinh hoa đời sống mới, tô đậm trang sử mới cho Việt Nam. Vô Việt Nam, vô Việt Nam, dùng không gian vượt thời gian. Vô Việt Nam, vô Việt Nam, vô Việt Nam. Sáng tạo cho người Việt Nam, vô Việt Nam đây nguồn sông anh dũng bất khuất của cháu con lạc hồng. Vô Việt Nam nơi thần đúc thanh niên thành người hữu ích hiền ngang. Vô Việt Nam truyền vào tâm tư thanh niên một niềm tin lên hương, một tình thương bao la, một hoài bão cao xa, quyết vì đất nước nêu cao gương hy sinh, điểm tô non sông uy linh, huy hoàng người anh hùng mình, với bàn tay thép, với trái tim từ ai. Người muôn tình vô Việt Nam đấu tranh cho công bình bác ái, xoa dịu vết thương đau cho mọi người, với bàn tay thép, với trái tim từ ai. Người muôn tình vô Việt Nam phát huy tinh hoa đời sống mới, tô đậm trang sử mới cho Việt Nam. Vô Việt Nam, vô Việt Nam, dùng không gian vượt thời gian. Vô Việt Nam, vô Việt Nam, vô Việt Nam. Nguyễn Văn Chiếu bắt đầu. Tất cả nghiêm. Nghiêm lễ. Lễ. Kính thưa quý khách, kính thưa tang quyến, kính thưa quý đồng môn, rạng sáng ngày 4 tháng 2 năm 2020, Võ sư Nguyễn Văn Chiếu, chánh trưởng quản môn phái Vô Vi Nam Việt Võ Đạo đã từ trần ở tuổi 72. Thầy vĩnh viễn ra đi là một mất mát rất lớn lao của môn phái Vô Vi Nam Việt Võ Đạo. Từ tuổi thanh niên cho đến ngày trở về cõi vĩnh hằng, thầy đã tận tâm, tận lực, tận hiến cho sự nghiệp phát triển môn phái,
luôn tự hào và giữ vững tinh thần phu vi nam Việt võ đạo. Thầy đã cùng môn phái vượt qua nhiều thách thức để mở rộng phong trào, đưa vô vi nam vươn lên tầm vóc mới. Thầy cũng đã đào tạo được nhiều môn sinh giỏi. Trong xã hội, thầy được nhiều người quý mến. Với tinh thần trân trọng những công lao đóng góp to lớn cho môn phái của võ sư chánh trưởng quản Nguyễn Văn Chiếu, tối nay ngày 7 tháng 2 năm 2020, Hội đồng võ sư trưởng quản tổ chức lễ tưởng niệm để tri ân và tiễn biệt thầy về với sáng tổ và trưởng môn. Đến tham dự lễ tưởng niệm võ sư chánh trưởng quản Nguyễn Văn Chiếu tối nay có sự hiện diện của các thành viên hội đồng võ sư trưởng quản môn phái Vô Vi Nam Việt Võ Đạo, đại diện Liên đoàn Vô Vi Nam Thế Giới, đại diện các liên đoàn Vô Vi Nam Châu Âu, Châu Phi, Nam Á, Đông Nam Á, đại diện Liên đoàn Vô Vi Nam Việt Nam, Myanmar, Italy, Pháp, Romania, Indonesia, Ấn Độ, Campuchia và Algeria, cùng tất cả các đồng môn. Sau đây, ban tổ chức kính mời võ sư Trần Văn Mỹ, thành viên Hội đồng Võ sư Trưởng quản, Phó Chủ tịch Liên đoàn Vô Vi Nam Việt Nam, đọc tiểu sử võ sư chánh trưởng quản Nguyễn Văn Chiếu. Xin mời quý quan khách an toàn. Được sự phân công của ban lễ tang, tôi xin tuyên đọc tiểu sử võ sư chánh trưởng quản Nguyễn Văn Chiếu. Kính thưa quý khách, kính thưa tăng quyến, kính thưa các đồng môn, rạng sáng ngày 4 tháng 2 năm 2020, gia đình môn phái Vô Vi Nam Việt Võ Đạo bất ngờ nhận được tin buồn chánh trưởng quản Nguyễn Văn Chiếu đã trở về cõi vĩnh hằng. Nguyên quán tại huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, võ sư Nguyễn Văn Chiếu chào đời ngày 4 tháng 11 năm 1949 tại Sài Gòn, và là trưởng nam của một gia đình lao động nghèo có hai anh em. Tuổi thanh niên giữa năm 1965, võ sư Nguyễn Văn Chiếu theo tập Vô Vi Nam với võ sư Trịnh Ngọc Minh tại võ đường số 550 đường Trần Hưng Đạo. Lên bậc trung đẳng, ông về tập luyện tại Tổng cục Quân luyện Vô Vi Nam Việt Võ Đạo 31 sư Diễn Hạnh quận 10 với võ sư trưởng môn Lê Sáng. Năm 1969, theo sự phân công của môn phái và Cục Quân luyện miền Trung, võ sư Nguyễn Văn Chiếu tham gia giảng dạy tại Cam Ranh và sau đó phát triển Vô Vi Nam tại Bình Định. Trong 5 năm lăn lộn nơi miền đất võ, võ sư Nguyễn Văn Chiếu đã xây dựng được 12 võ đường Vô Vi Nam. Đối với ông, Quy Nhơn là nơi khởi nghiệp. Với biết bao kỷ niệm nên sau này ông đã đặt tên cho thứ năm của mình là Nguyễn Bình Định, hiện là công chức của Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh. Sau ngày thống nhất đất nước, ông làm nhân viên của phòng thể dục thể thao quận 8 và là một trong vài võ sư huấn luyện viên xây dựng phong trào Vô Vi Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1976. Trong bối cảnh khó khăn chung lúc bấy giờ, ông đã cùng các đồng môn vượt qua nhiều thách thức. Đến giữa tháng 12 năm 1978, được sự chấp thuận của Sở Dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban Nhân dân quận 8,
lớp Vô Vi Nam chính thức được khai giảng tại Hồ Bơi Hòa Bình, quận 8. Tháng 7 năm 1989, võ sư Nguyễn Văn Chiếu đã được bầu làm chủ tịch Hội Việt Võ Đạo thành phố Hồ Chí Minh, cũng là thành viên của Liên đoàn Võ thuật thành phố Hồ Chí Minh cho đến nay. Bên cạnh đó, võ sư Nguyễn Văn Chiếu chẳng quản ngại xa xôi tham gia tập huấn chấm thi cho môn sinh nhiều tỉnh thành từ Nam chí Bắc. Đầu thập niên 1990, võ sư Nguyễn Văn Chiếu bắt đầu quảng bá Vô Vi Nam Việt Võ Đạo đến nhiều nước trên thế giới như Belarus, Nga, Thái Lan, Tây Ban Nha, Ý, Đức, Pháp, Mỹ, Ấn Độ, Indonesia, Hungary, v.v. Ông cũng đảm nhận nhiệm vụ Phó Chủ tịch Liên đoàn Vô Vi Nam Việt Nam từ năm 2007 và là Phó Chủ tịch Liên đoàn Vô Vi Nam Thế Giới từ năm 2008. Sự hình thành các tổ chức Vô Nam Châu Lục, các giải vô địch Vô Nam Thế Giới, Châu Lục, khu vực đều có sự quan tâm và tiếp sức của võ sư Nguyễn Văn Chiếu. Với những đóng góp to lớn cho môn phái gần như liên tục và từ năm 1969 đến giữa thập niên 2005, võ sư Nguyễn Văn Chiếu đã được trưởng môn Lê Sáng vinh thăng Hồng Đai đệ ngũ cấp. Nhiều môn sinh do ông đào tạo từ năm 1969 cho đến nay vẫn đang tham gia xây dựng phong trào ở một số nơi trên thế giới. Bên cạnh đó, võ sư Nguyễn Văn Chiếu từng đảm nhận nhiệm vụ trưởng phòng thể dục thể thao quận 8, thành phố Hồ Chí Minh và được Tổng cục Thể dục Thể thao trao tặng huy chương vì sự nghiệp thể dục thể thao. Tháng 3 năm 2010, trưởng môn Lê Sáng đã thành lập hội đồng võ sư trưởng quản môn phái Vô Vi Nam Việt Võ Đạo và võ sư Nguyễn Văn Chiếu được trưởng môn tín nhiệm vào chức vụ chánh trưởng quản để lãnh đạo môn phái cho đến nay. Suốt cuộc đời mình, dù hoạt động trong bất cứ hoàn cảnh nào, võ sư Nguyễn Văn Chiếu vẫn luôn nỗ lực và giữ vững màu áo Vô Vi Nam Việt Võ Đạo, luôn động viên và truyền lửa cho các đồng môn cùng tiến bước. Võ sư Nguyễn Văn Chiếu có vợ và hai con gái đầu lòng là Nguyễn Thanh Nhã, hiện là Tổng Thư ký Liên đoàn Vô Vi Nam Châu Âu, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Vô Vi Nam Thế Giới. Con rể của ông là Phân So Bế Đê, cũng là một võ sư Vô Vi Nam. Thứ năm là Nguyễn Bình Định, đang đảm nhận chức vụ Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Vô Vi Nam Thế Giới và Việt Nam, Chánh Nhân phòng Liên đoàn Vô Vi Nam Việt Nam. Hậu phương lớn của ông, cô giáo Trần Thị Thanh, đã âm thầm thay ông nuôi dạy con cái để ông có thể tận tâm tận lực với công việc ở cơ quan và môn phái. Còn nhớ, hồi khoảng vào giữa thập niên 1990, trong một lần đến nhà của võ sư Nguyễn Văn Chiếu trên bến Nguyễn Duy, quận 8, bên cạnh mâm cơm trưa, vừa mới ăn xong, võ sư Nguyễn Văn Chiếu ngồi đánh máy danh sách vận động viên một giải đấu ở thành phố, trong lúc vợ anh là chị Trần Thị Thanh, Thanh Nhã và Bình Định cùng nhau cắt ảnh dán vào thẻ vận động viên. Sau này ngôi nhà 1938 của ông trên đường Phạm Thế Hiển, quận 8, từng đón nhiều môn sinh ở nước ngoài đến thành phố Hồ Chí Minh tập huấn, ăn nghỉ và được nhiều anh em gọi là mái nhà chung châu Âu. Đối với gia đình, chẳng những võ sư Nguyễn Văn Chiếu đã chăm sóc cho mẹ cha đến ngày những ngày cuối, mà còn nuôi dưỡng con người em trai sớm qua đời đến ngày khôn lớn. Vài năm gần đây, tuy sức khỏe giảm sút, võ sư Nguyễn Văn Chiếu vẫn tham gia điều hành môn phái và liên đoàn với tất cả nhiệt quyết và tinh thần trách nhiệm cao của người đứng đầu môn phái. Một trong ước vọng lớn lao của ông là hình thành được Học viện Vô Vi Nam Việt Võ Đạo toàn cầu để tạo sức bật mạnh mẽ hơn cho phong trào Vô Vi Nam thế giới. Nhưng tiếp hai, võ sư đã vội ra đi khi học viện chỉ trong mới giai đoạn khởi đầu. Sau một thời gian lâm bệnh, võ sư Nguyễn Văn Chiếu đã theo chân sáng tổ Nguyễn Lộc và trưởng môn Lê Sáng về miền Miên Viễn. Với nhiều cống hiến lớn lao cho môn phái, ông đã lưu lại nhiều niềm thương tiếc, sự quý mến của các đồng môn và học trò, trong đó có những môn sinh ở xa xôi như châu Phi, châu Mỹ, châu Á, v.v. Trước giờ ly biệt, Hội đồng Võ sư trưởng quản Liên đoàn Vô Vi Nam Thế Giới, Liên đoàn Vô Vi Nam Việt Nam và toàn thể môn sinh Vô Vi Nam Việt Võ Đạo chân thành tri ân võ sư Nguyễn Văn Chiếu
người đã dành trọn đời mình để cống hiến cho môn phái. Ông đã bền bỉ hoạt động góp sức cho môn phái tiến bước và phát triển rộng rãi đến hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ như hiện nay. Chúng tôi sẽ noi gương nêu cao tinh thần đoàn kết và tiếp bước võ sư Nguyễn Nhân Chiếu để xây dựng phong trào Vô Y Nam Việt Võ Đạo ngày càng lớn mạnh. Một lần nữa, chân thành chia buồn cùng tăng quyến. Cảm ơn gia đình đã nuôi dưỡng chung tay cùng môn phái đã đào tạo được một võ sư xuất sắc, tạo được dấu ấn quan trọng trong gần 45 năm qua. Nguyện cầu anh linh võ sư Nguyễn Nhân Chiếu sớm an vui nơi đất Chúa. Sen, chánh vụ lễ nghi và kỹ thuật, hội đồng võ sư trưởng quản đọc điếu văn. Điếu văn viếng tang lễ võ sư Nguyễn Văn Chiếu của đại diện hội đồng võ sư trưởng quản. Kính thưa quý khách, kính thưa tang quyến, thưa các bạn đồng môn, rạng sáng 4 tháng 2 năm 2020, cung kính võ sư Nguyễn Văn Chiếu, chánh trưởng quản môn phái Vô Vi Nam Việt Võ Đạo, Phó Chủ tịch Liên đoàn Vô Vi Nam Thế Giới, Phó Chủ tịch Liên đoàn Vô Vi Nam Việt Nam, Chủ tịch Hội Việt Võ Đạo Thành phố Hồ Chí Minh từ giã cõi trần, đã lan truyền trong môn phái. Làng võ Việt Nam và thế giới. Trong khung cảnh trang nghiêm và bi thương này, Hội đồng Võ sư trưởng quản môn phái Vô Vi Nam Việt Võ Đạo, Liên đoàn Vô Vi Nam Thế Giới, Liên đoàn Vô Vi Nam Việt Nam, Hội Việt Võ Đạo Thành phố Hồ Chí Minh, thay mặt cho những môn đồ nhiều thế hệ, chúng tôi xin được tỏ bày nỗi niềm thương kính trước cảnh phân ly và tiễn biệt này. Kính thưa anh linh Võ sư Nguyễn Văn Chiếu, thật là một mất mát lớn lao của môn phái khi thầy vĩnh viễn ra đi. Sáng hôm nay 4 tháng 2 tin dữ đưa về, lan truyền mạnh mẽ khắp nơi nơi môn đồ khóc cạn. Trước khung tin thầy đã quy tiên, trời bỗng dưng u ám, đất bận phủ màu tan. Cả nước vừa qua dịp Tết, sắc xuân kia còn vương vấn đâu đây, câu chúc tụng vẫn còn vang đâu đó. Thế mà thầy đã vội ra đi, mây ủ rũ gió buồn ngưng thổi, quá bất ngờ khi thông báo đưa tin. Võ sư Nguyễn Văn Chiếu kính mến, cuộc hồng trần xem ra quá ngắn, cảnh biệt ly vừa qua ngưỡng 70. Trong cõi tạm thầy đã đổ bao công sức, thầy ra đi mà thương tiếc ngập tràn. Nhớ năm xưa thầy đến với Vô Vi Nam khi tuổi còn rất trẻ, rồi chỉ tan đồng cùng nghiệp võ sục sôi, thuyền xuôi sóng vỗ, dòng sông Côn tưới mát xứ Dừa, núi non trùng điệp như hổ lượn rồng bay, sông không ngăn được chí. Núi cao kia vung ý dựng cơ đồ, miền Trung là đất tạo nên người kế nghiệp của một nền Việt võ. Cũng nhìn lại hơn 50 năm dựng nghiệp, qua gian nan bao độ nổi chìm, trải thử thách những hồi hưng phế, chỉ công lao khai phá một thời kỳ mà uy lực trải dài bao thế hệ.
hiển linh Đức Tổ độ trì, thầy đã dựng nghiệp thành công, xiển dương môn phái, tạo cầu dòng ôm trọn cả năm châu. Việc võ võ vang hào hùng, rực rỡ danh xưng môn phái. Vẫn biết rằng lẽ đời là vô thường, mới thấy đó bỗng nhiên mất đó, mà nghe tin vẫn thấy ngậm ngùi. Cuộc đời như giấc chiêm bao, nghìn thu ai dễ được nào trăm năm. Tháng ơi, thầy đã cởi hạt quy tiên, để lại trong lòng muôn đồng môn và hậu bối biết bao niềm thương nỗi nhớ. Sống gửi thác về, âm dương từ nay cách biệt, tiễn thầy đi rồi vĩnh viễn chia xa. Trời Việt mây mù phủ hoàng hôn, phương Nam lạnh giá buốt tâm hồn. Thầy đi để lại bao thương nhớ, thầy đã xa rồi biết nói sao. Từ đây học trò dẫn đi một bậc thầy khả kính, gia tộc mất đi một người thân trong muôn vàn thương tiếc, bà con láng giềng mất đi một tấm gương mẫu mực. Trước anh linh võ sư chánh dự quả Nguyễn Văn Chiếu, chúng tôi xin phép quý vị lặng yên dành một phút mặc niệm, đốt nén tâm hương, nguyện cầu cho linh hồn thầy Nguyễn Văn Chiếu được Chúa đón về nơi thiên đàng. Xin kính cẩn nghiêng mình trước linh hồn thầy, xin thầy hãy yên lòng về với Chúa. Xin mời tất cả quý vị đứng lên. Phúc mặc niệm bắt đầu. Chấm dứt. Cảm ơn quý vị. Xin mời quý vị an tọa. Kính thưa tăng quyến, ai rồi cũng sẽ phải ra đi. Chúng tôi sẽ luôn ghi nhớ công lao to lớn và nghĩa cử cao đẹp của thầy Nguyễn Văn Chiếu. Xin phép gia đình cho chúng tôi được cùng san sẻ nỗi buồn này. Xin chân thành chia buồn cùng tăng quyến. Nguyễn Văn Chiếu đến đây kết thúc. Ban tổ chức xin cảm ơn quý khách, quý đồng môn đã đến tham dự. Đặc biệt, ban tổ chức cũng vô cùng cảm kích khi có rất nhiều đại biểu ở nước ngoài đã không quản ngại xa xôi, dành thời gian quý báu về đây để viếng võ sư Nguyễn Văn Chiếu và dự lễ tưởng niệm. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn quý khách và quý đồng môn Vô Vi Nam Việt Võ Đạo. Và chú ý, nghiêm! Nghiêm lễ, lễ. Đại dương pha màu áo xanh tay thép tiêm vào trên đường dân thần. Vượng lên như khắp năm châu gieo niềm tin mới những võ đạo sinh. Vầng thiên giống những vuông tròn hòa những bốn phương chung dòng. Nguồn thiêng liêng dân đời Việt Nam. Bạn tôi khi sang Nga Âu xa cách phương trời nghìn trùng biển cao. Gặp nhau tay siết trong tay ơi tầng tha thiết những võ đạo chung. Cùng xe kết say tâm đồng mừng vui nói không nên lời. Dồn phiền khúc chân tình thời
đại dương, giàu tình thương vương cao trường tiến lên đồng môn. Một mái cười ngủ sông vui hạnh phúc trang hòa đất trời xương cả quyền thân lung chi song pha tâm hồn trong sáng những võ đạo sinh vận xa hướng đi cho đời đặng trung hoa trong tim người mùa xuân mai bừng hoa.